cao siêu gì đó lắm đâu, nhưng mà tại vì đây là ca khúc nằm trong dự án mới chưa được công bố, tuy nhiên thì chúng ta nghe thôi. Trí thấy hay, thấy thú vị thì mang vào. Liên khúc gồm những nhạc phẩm biết về Đà Lạt. Chính vì vậy mà ca khúc này, phần thể hiện này, liên khúc này có tên rằng là Thương Về Miền Đất Lạnh. Và trong liên khúc thì có ba ca khúc, đó là Thương Về Miền Đất Lạnh, tác giả Minh Kỳ, Đà Lạt Hoàng Hôn, tác giả Minh Kỳ, Dạ Trồng, và Chiều Lên Bạn Thường, tác giả Lê Dinh. Vậy thì để xem với tiết điệu của Thương Về Miền Đất Lạnh cùng với Đà Lạt Hoàng Hôn, chúng ta nghe trầm buồn lắm luôn, rồi kết hợp với Chiều Lên Bạn Thường có một cái gì đó nó tiết tấu hơn, nó sôi động hơn, thì liên khúc này sẽ hiện hữu như thế nào? Ngay bây giờ xin mời mọi người cùng lắng nghe với tiếng hát của Hồ Phương Liên và Như Ý. Tôi nhớ Đà Lạt mưa
bóng ai dừng chân, thắm thiết câu mộng mơ, ôi rừng đồi hoang dã tôi vẫn còn ghi nhớ. Nhớ biết bao hình bóng không bao giờ phai, nhớ tiếng khen chiều ấy như xu lòng ai, nhớ rằng ai ngồi đây khi chiều nào quay ta bên bạn xưa đời. Hello, xin chào các bạn. Bây giờ là đến đường Lê Nhân Sĩ rồi, sắp về tới nhà rồi, cũng là tối rồi. Bây giờ là hơn 20 giờ rồi, mình sẽ về tới nhà. Và hôm nay là một ngày thứ bảy, một ngày mà buổi chiều này có mưa nên là thời tiết rất là dịu mát, đúng không ạ? Nên là chúc các bạn là hãy ở nhà, đúng không? Hãy ở nhà để mà chống dịch. Nên là mình cùng chung tay nhau, cùng với lại là chung tay cùng với nhà nước để mà dịch vượt qua cơn đại dịch này. Chúng ta cũng nên nghĩ về những cái người làm ngành y, nên là những tháng này, những ngày này rất là cực nha các bạn. Bởi vì cái ngành đó là một đặc thù. Bây giờ mình muốn giúp thì cũng không biết giúp như thế nào, đúng không các bạn? Nên là tốt nhất là chúng ta nên tuân thủ những cái quy tắc của chính phủ và tránh tụ tập đông người, và cũng hạn chế ra ngoài, đúng không ạ? Hạn chế ra ngoài để cho mà những người mà có trách nhiệm này kia người ta cũng dễ hơn. Rồi thôi, chúc tất cả các bạn có một tối cuối nhật, một tối thứ bảy, tối cuối tuần thật là vui vẻ, ấm áp bên bạn bè và bên người thân của mình. Bye bye.